Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato. Quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thưa với quý vị, cái chuyện mà mình tu, lần trước có người hỏi sư ở trong kinh Tạng lúc nào Đức Thế Tôn cũng khuyên các vị tỷ kheo sống hạnh độc cư, sống ở rừng, đây là những khúc cây, đây là những ngôi nhà trống, hãy tinh tấn. Vậy mà tại sao bây giờ các sư bây giờ ở chùa rồi có những hội chúng đông đảo như vậy, thì khi mà chúng ta học những cái bài kinh như là kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi, chúng ta sẽ thấy rõ là không phải mình muốn ở rừng là ở được đâu. Cái chuyện ở rừng á, nó đòi hỏi rất là nhiều những điều kiện và rất là nhiều những vấn đề mà chúng ta phải vượt qua. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp một cái ý nữa, đó là một cái trở ngại, đó chính là ý nghiệp bất tịnh. Thì cái ý nghiệp bất tịnh ở đây là do chúng ta thèm muốn. Ý của mình suy nghĩ về tài sản của người khác, mình suy nghĩ về tài vật của người khác. Thân sống ở rừng mà ý nghĩ về đời, rồi từ đó mình thèm muốn sở hữu những cái mà mình không có. Mình nghĩ về những người cư sĩ tại gia, họ đang hưởng thụ những bữa ăn ngon, họ đang nằm ở trên một cái giường êm nệm ấm, họ đang sinh hoạt vợ chồng, rồi tâm của mình hướng về đó. Như là trường hợp của một vị tỷ kheo được đề cập ở trong kinh Pháp Cú. Vị này khi mà ở trong rừng, nghe những cái tiếng reo hò, ca hát, tiếng chuông, tiếng trống trong mùa lễ hội, vị này ngóng trông và vị này có cái lòng hướng về đời. Thì khi mà mình có những cái ý muốn, mình suy nghĩ về cái đời sống thế tục, thì nó rất dễ dẫn đến cái chuyện là mình hoàn tục. Rồi khi mà mình suy nghĩ về tài sản của họ, mình không được. Mà không được thì mình trở nên mình bực bội, mình tức tối, rồi mình tìm cách để mình có được nó. Rồi từ đó nó dẫn đến là những cái tà kiến tăng trưởng. Giống như là một ở trong Tạng luật có đề cập đến trong cái giới cái tội Parajika, tức là cái tội bất cộng trụ, có nhắc đến một cái câu chuyện là nhóm các tỷ kheo lục sư khi mà đi khất thực ngang qua một cái ngôi nhà, thì thấy cái cô vợ đó, cô đẹp quá, thì có vị sanh cái lòng luyến ái, rồi muốn có được cái cô vợ này. Thì lúc bây giờ cái người gia chủ, anh ảnh bị bệnh,
mà anh này ảnh là thánh rồi. Thì cái vị tỷ kheo này mới đến tỷ tê, nói là bây giờ người ta làm người, người ta sống, người ta tu là để người ta được cái phước sanh thiên, hoặc là để có tu thì cũng để chứng thánh. Còn bây giờ anh thì anh đã hoàn tất cái bổn phận của mình rồi, anh đã là một thánh nhân rồi đó. Mà bây giờ tội vạ gì mà phải chịu cái căn bệnh đau khổ như thế này, thôi bây giờ mình chết đi, rồi mình đầu thai qua kiếp khác, mình làm chư thiên cõi trời, không sung sướng hơn hay sao? Thì cái vị thánh cư sĩ đó, vị này có lẽ là vị sơ quả thôi. Thì vị này nghĩ thì cũng có lý, tại vì mình cũng thánh sơ quả rồi, có nghĩa là mình không còn đọa xuống các đường ác đạo nữa, mà bây giờ tội vạ gì mà mình phải chịu cái căn bệnh như thế này. Thế rồi vị thánh đó ăn những cái không thích hợp, uống những cái không thích hợp, sinh hoạt những cái không thích hợp. Rồi dần dần á, cho dù á, nếu mình nghĩ cho nó rõ đó, thì cho dù á, nếu mình nghĩ cho nó rõ đó, thì cho dù cái cô này cổ có thể, cổ có trở thành cái bà vợ quá đi chăng nữa, thì cổ làm sao cổ vừa ý cái ông thầy chùa mà xúi chồng bà chết được, không thể nào. Vậy đó mà khi mà cái ái dục nó lên, người ta sẵn sàng có tà kiến, rồi xúi dục người khác là thôi bệnh thôi đi chết đi cho nó sướng. Thì cô vợ này lúc bây giờ còn rất là tức, rồi cổ mới đem câu chuyện này á, cổ gọi là cổ mắng chửi mấy ông sư, là do mấy ông sư xúi chồng của cổ đi chết đi, cho nên là chồng của cổ mới chết. Câu chuyện đến tay Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn mới bổ sung vào trong cái giới điều của vị tỷ kheo, là vị tỷ kheo á, không được ca ngợi sự chết dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là nói về đạo đó. Còn nói về đời, thì khi mà chúng ta có tà kiến, chúng ta tham muốn những cái vật chất, những tài sản của người khác, thì những cái mà chúng ta nói, những cái mà chúng ta làm đều nhằm mục đích là thu hút tài sản và thu hút vật chất. Lại một lần nữa cũng ở trong kinh, hình như là Tương Ưng hay là Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói một cái vị tỷ kheo pháp sư, khi mà tâm của vị đó thấp hèn, nghĩ về tài sản, nghĩ về vật chất, thì những hành động của vị ấy thấp hèn, những lời nói của vị ấy thấp hèn, vị ấy giảng những pháp thấp hèn, nhằm đạt được những cái thấp hèn chính là vật chất. Còn khi mà một vị tỷ kheo pháp sư hướng đến sự cao thượng, thì những hành động của vị ấy sẽ hành động cao thượng, vị ấy sẽ nói những lời cao thượng, vị ấy sẽ thuyết những pháp cao thượng, bởi vì mục đích của vị ấy là hướng đến sự cao thượng. Thành ra sư cứ nhớ hoài một vị trưởng lão nói, không phải là mình mở miệng ra mình kêu người ta buông, buông bỏ tài sản, rồi mình cứ nhìn chằm chằm vào cái người ta buông, tức là mình kêu người ta bố thí buông bớt tài sản đi, nhưng mà mình cứ nhìn chằm chằm vào cái túi tiền của người ta, thì cái đó là tà kiến, cái đó là tầm bậy. Thật ra ở trong luật á, nó có một cái điều học là một vị tỷ kheo á, không được có cái suy nghĩ là ta sẽ nói những cái để cho cư sĩ hài lòng thì người cư sĩ sẽ làm cho ta hài lòng. Cái đó là điều không có nên. Cho nên ở đây mới nói đó, khi mà cái ý nghiệp bất tịnh thì mình nói năng hành động, mình nhìn chằm chằm vào cái tài sản của người khác, rồi từ đó chính những cái ô nhiễm đó đó, nó làm cho việc sống ở rừng của mình trở nên khiếp đảm và sợ hãi. Lúc đó đời sống ở rừng
nó trở nên rất là chán. Mình tâm mình hướng về đời mà, thì cái đời sống nó trở nên là nó tù túng, nó chật chội, nó khó chịu, nó thiếu tiện nghi đủ thứ hết. Do đâu? Do mình có những cái ý nghiệp bất tịnh. Và ở đây Đức Thế Tôn nói thì Ngài quan sát và Ngài thấy là Ngài có cái ý nghiệp thanh tịnh đó. Và Ngài nghĩ là nếu như có một cái vị thánh nhân nào mà có ý nghiệp thanh tịnh và sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, ta là một trong số ấy. Lúc bây giờ Ngài chỉ mới là Bồ Tát thôi, nhớ dùm, Ngài chưa phải là thánh nhân. Nhưng mà nếu như chúng ta chịu nghiên cứu kỹ thì những cái hành động của Ngài rất gần với một vị thánh. Cho nên là Ngài sống rất là thoải mái ở trong rừng. Rồi tiếp nữa, này Bà La Môn, ý nghĩa này khởi lên cho ta, bất cứ Sa Môn Bà La Môn nào mà có sanh kế bất tịnh, sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, do thân nhiễm ô từ sanh kế bất tịnh nên các vị Sa Môn Bà La Môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Ở đây cái sinh kế bất tịnh là cái gì? Quý vị sẽ thấy rõ đầy đủ cái phần này ở trong Kinh Sa Môn Quả. Đó là có rất nhiều, Đức Thế Tôn nói có rất nhiều những vị xuất gia Sa Môn Bà La Môn, mặc dù mang cái thân xuất gia đó, nhưng mà còn kiếm sống bằng những cái nghề như là nghề y làm thuốc, hoặc là mua bán, hoặc là đưa tin, vân vân. Quý vị thấy nó kỳ? Nó không kỳ. Tại vì nhớ, những cái nghề này nếu như quý vị là cư sĩ thì không vấn đề gì hết. Mình là cư sĩ, mình làm nghề bác sĩ nè, rồi mình làm nghề buôn bán nè, rồi mình làm nghề mà đưa tin tức nè, thì nó không vấn đề gì. Nhưng cái vấn đề ở đây là những con người đã xuất gia rồi, ăn đồ của đàn na tín thí, cúng dường bằng niềm tin, mà mình lại còn đi làm những cái trò này, tức là mình sống như cư sĩ, thì đây là cái điều không có nên. Có nhiều video á, sư giảng rất là rõ về cái việc là tại sao một vị tỷ kheo ngay cả cái nghề thầy thuốc á, mà cũng không có cho. Bởi vì nó có rất là nhiều lý do. Cái lý do đầu tiên á, đó chính là cái bổn phận của một vị tu sĩ là mình cần phải tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ, thoát khỏi những cái bệnh về tâm. Và từ đó, khi mình đã giải thoát giác ngộ rồi, mình có thể cứu độ những chúng sanh khác. Còn những cái nghề y, nghề bác sĩ thì hãy để cho cư sĩ họ làm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình có chữa bệnh cho một người đi chăng nữa, sư đang nói chữa bệnh về thân, thì họ cũng đâu có phải chữa một lần là hết, rồi họ không bao giờ bị bệnh nữa. Mà một chúng sanh mà quý vị có thân thì sẽ có bệnh, mà cứ bệnh như vậy hoài, mình chữa như vậy hoài, thời gian đâu mà mình tu tập. Trong khi đó, cái chuyện đó cư sĩ họ có thể làm được, và thậm chí họ làm rất tốt. Trong khi đó mình lo những cái chuyện đời của cư sĩ mà mình quên cái chuyện đạo của mình, đó chính là bổn phận tu tập phát triển giới học, định học và tuệ học. Chính bởi vì như vậy, Đức Thế Tôn cấm các vị tỷ kheo làm nghề y là như thế. Chứ không phải bản thân nghề y nó là xấu, bản thân nghề y nó không giúp người, không phải như vậy. Mà bởi vì vị tỷ kheo có những cái bổn phận cao cấp hơn. Hơn nữa đó, nói nó kỳ chứ đâu phải là mình khám chữa bệnh rồi là mình không có lấy cái gì đâu.
Tại vì ở trong tạng luật và ở trong chú giải pháp cứu đều có nhắc đến một cái câu chuyện là một vị tỷ kheo sau khi đi khám bệnh ở nhà người ta xong, người ta cúng dường một cái bữa ăn. Quý vị thời nay quý vị sẽ thấy nó rất là bình thường ha. Nhà đó có một cái người bị bệnh nào đó, một cái vị tu sĩ biết chữa bệnh tới rồi chữa cho. Mình cũng không có cúng tiền, mà mình chỉ đơn giản mình cúng mấy cái bánh, mình cúng một cái bát cơm để sư hoặc như để cho thầy có một cái bữa cơm thanh tịnh đạm bạc. Mình thấy không có cái gì, nhưng đó là cái tầm bậy. Và khi vị này ôm cái bát cơm về đi ngang qua ngài Xá Lợi Phất và nói với ngài Xá Lợi Phất là: bạch ngài, con xin cúng dường cái bữa cơm này cho ngài. Ngài Xá Lợi Phất ngài bỏ ngài đi, ngài không nói tiếng nào hết trơn. Đó. Hồi xưa đó, khi mà sư học, sư đọc đến cái chỗ này sư khó chịu lắm, bởi vì mình không hiểu. Nhưng mà bây giờ học rồi đó mới thấy đây là do cái sanh kế bất tịnh. Tức là cái chuyện mà mình chữa bệnh cho người ta đó, dù cho mình chỉ nhận một bữa cơm thì nó cũng là sanh kế bất tịnh, chứ đừng nói mình nhận những cái thứ mà nó ghê gớm hơn. Rồi cái chuyện buôn bán cũng vậy. Sư nói ở Mỹ nhiều vị cư sĩ tâm sự với sư là không có niềm tin với một số cư sĩ, một số ông thầy chùa ở Mỹ, tại vì mấy ổng buôn bán bất động sản đó. Cho nên mình cứ nghĩ là mình làm những cái chuyện này là bình thường, nhưng thực tế ngay ở trong kinh thì Đức Phật cũng không có cho. Đây, trong đây nói rõ cái chuyện buôn bán không có cho. Cho đến ở ngoài đời thì họ cũng không chấp nhận. Hoặc là như cái sự đưa tin, tức là mình đưa tin từ nơi này qua nơi kia, rồi đưa tin từ nơi kia qua nơi nọ, bản thân việc đó cũng không được. Ở đây thì có tới 21 cái tà mạng, tức là sự nuôi mạng không chân chánh. Quý vị hoan hỷ xem ở trong kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ ha. Ở đây nè, do đâu mà cái sự khiếp đảm và sợ hãi nó phát sinh? Bởi vì khi mà chúng ta làm những cái nghề tà mạng như vậy, mình sẽ bị chê trách. Ở trong chú giải có nói đó, là mình sẽ nghe những lời khiển trách, giống như là một cái vị tỷ kheo trong Tam Tạng Kinh Điển, đệ tử của một vị thầy thanh tịnh như vậy đó, mà đã từ bỏ những lời dạy của thầy, từ bỏ những khu rừng để đi kiếm tìm tài sản, họ đã từ bỏ để sống đời cư sĩ. Lúc đó mình chỉ đơn giản là mình mượn đạo tạo đời thôi. Mình sinh hoạt cũng như cư sĩ, mình cũng buôn bán, mình mở hết tiệm nọ tới tiệm kia, mở công ty này công ty nọ đó. Rồi mình làm những cái nghề tà mạng mà vốn dĩ những chuyện đó cư sĩ họ làm, chứ ông thầy chùa ông không có được làm. Rồi khi mình làm như vậy đó, thì người đời chắc chắn họ sẽ chê trách. Quý vị nhìn bây giờ, tại sao mà người cư sĩ nhiều người họ không còn nể nang mấy ông thầy chùa nữa? Tại họ thấy ông thầy chùa không có gì đặc biệt hết trơn, họ làm cái gì thì mấy ông thầy chùa cũng làm cái đó. Khi nào mà nói quá thì họ mở ngoặt trừ mấy ông thầy tu chân chánh ra thôi, còn mấy ông còn lại là dẹp miễn. Do đâu? Do mình đã phạm phải cái này. Chính bởi vì như vậy đó, người đời đó họ chê trách, họ nói mấy ông sư ở trong Tam Tạng Kinh Điển nó không còn nữa. Cho nên là bây giờ nhiều người họ chỉ quy y nhị bảo, họ không có quy y tam bảo. Tại họ nói mấy ông thầy chùa giờ nhìn chán quá, nản quá. Nhưng mà xin thưa, cái tam bảo mà chúng ta quy y á, nó không phải là cái tam bảo mà nhiều người không học đạo họ suy nghĩ.
Ví dụ như quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo, còn cái quy y Tăng bảo. Tăng bảo ở đây là các vị thánh tăng chứ không phải phàm tăng. Các sư, các thầy chỉ là người đại diện thôi. Giống như quý vị đi ra ngân hàng, mình làm việc với cái anh hoặc là với cái cô ở ngân hàng, thì cổ không phải là giám đốc ngân hàng, cổ không phải là chủ tịch tập đoàn, không phải, cổ không phải là cổ đông, nhưng mà cổ là người đại diện cho ngân hàng. Mấy sư với mấy thầy cũng vậy, mấy sư mấy thầy không phải thánh nhân, nhưng các thầy các sư đại diện cho Tăng bảo. Thành ra mình quy y là mình quy y với Tăng bảo chứ không phải quy y với sư, không phải quy y với thầy hoặc bất kỳ một vị nào khác. Rồi cái tiếp theo á là: này Bà La Môn, ta có ý nghĩ này khởi sanh đến cho ta, đó là bất cứ Sa môn hoặc Bà La Môn nào mà có tham đắm và ái dục mãnh liệt, sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, do nhân nhiễm ô từ việc có tham đắm và ái dục mãnh liệt, nên các vị Sa môn và Bà La Môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Cái tham đắm và ái dục mãnh liệt là như thế nào? Ở đây là ở trong chú giải có nói đây là một cái tập hợp của tham và sân truyền cái, tức là đây là hai truyền cái ở trong năm truyền cái. Khi mà nói đến cái phần này thì quý vị nhớ giùm là chúng ta đang nói đến cái sở hữu tâm, tức là những cái đặc điểm của tâm nha, nhớ giùm sư cái này. Thì cái tham đắm, cái đặc điểm của nó là nó tham muốn những cái tài vật của người khác. Một cái vị sư mà sống ở trong rừng, vị ấy không có tài sản, vị ấy không có nhà cửa. Chính bởi vì như vậy, đời sống rất là cơ cực, rất là khó khăn. Sư đang nói là một vị sư sống ở rừng, chứ không phải là những cái ngôi chùa mà xây ở trong rừng, mà xây hoành tráng. Mình vô trong đó mình thấy mình ở trong còn sướng hơn là ở đời, thì sư không có nói cái đó. Mà sư đang nói là những vị mà thuần túy sống ở rừng, đời sống của vị ấy hết sức khó khăn. Mà khi khó khăn như vậy đó, thì vị ấy rất là dễ nảy sanh cái lòng ham muốn tài vật của người khác. Sư nhớ ở trong hình như ở trong Trường Bộ có nói một bài kinh mà Đức Thế Tôn nói là khi mà mình sống trong cái tâm trạng của cái sự là thèm khát, sống trong tâm trạng của sự thèm khát, thì khi đó mình đang sống trong tâm trạng của loài ngạ quỷ. Còn khi mà mình sống trong tâm trạng của sự đau khổ, ưu tư, là khi đó mình đang sống trong tâm trạng của loài chúng sanh ở địa ngục. Khi mà mình sống trong tâm trạng hưởng thụ những cái dục lạc giác quan, là mình sống trong tâm trạng của loài súc sanh. Cái nơi mình sống lúc bây giờ nó trở thành chuồng, thành củi. Còn với những ai mà sống trong cái lòng biết nghĩ về chúng sanh khác, biết bố thí, thì cái nơi ở của họ đó chính là cõi trời dục giới. Còn với những ai mà sống trong từ bi hỷ xả, thì cái cảnh giới của họ đang sống là họ đang sống trong cảnh giới của Phạm Thiên. Và nhớ giùm cái bài kinh này á, là Đức Thế Tôn nói trong một cái trường hợp đặc biệt, khi mà Ngài nói về những cái cảnh giới của nội tâm. Có nghĩa là khi mà chúng ta sống trong một cái nội tâm thèm khát tài sản của người khác, thì lúc bấy giờ khu rừng của chúng ta đang sống nó trở thành khu rừng của những loài quỷ dữ. Nhưng mà nhớ giùm, điều đó không có nghĩa là
những cái loài như là loài ngạ quỷ, rồi cái loài địa ngục hay là chư thiên cõi trời không có thật. Đừng có suy nghĩ như vậy nha. Đức Thế Tôn nói như thế chẳng qua là Ngài trong một cái trường hợp mà Ngài nói là cái cảnh giới của nội tâm thôi. Cái ái dục mãnh liệt ở đây là sự ái nhiễm nơi sáu cảnh. Cái này là đọc ở trong chú giải nha. Sự khao khát đạt được hướng tới các khoái hoạt giác quan. Có nghĩa là mình sống ở trong rừng, mắt của mình nhìn, nhưng mà mình nhìn về đời, nhìn về đời sống của người cư sĩ. Tai của mình lắng nghe những âm thanh sinh hoạt ở đời. Tại vì nếu như quý vị có học Thanh Tịnh Đạo ngày thứ 5 vừa rồi thì sư có nói cái khoảng cách từ ở cái làng đến rừng á, nó chỉ chừng có 500 mét cho tới 540 mét thôi. Thì những cái sinh hoạt ở đời có đôi khi nó sẽ vang vọng ở trong rừng, mình cũng có thể nghe, cũng có thể thấy. Rồi từ đó đó, mình suy tư, mình suy nghĩ về những người đời, đặc biệt là những cái vị xuất gia, thì những vị đó thường có cái hạnh khất thực. Mà khi khất thực như vậy, vị ấy khất thực ở đâu? Khất thực ở trong xóm làng. Vị ấy sẽ đi vào trong xóm làng. Mà khi các căn không có sự thu thúc như vậy, vị ấy nhìn đời, vị ấy sẽ thèm khát. Thèm khát cái đời sống ở đời, thèm khát những tài sản đó, thèm khát sắc đẹp. Thấy những cái cô phụ nữ xinh đẹp á, họ nhìn họ sẽ thèm khát. Sư thì vốn sư không có nhớ kỹ lắm tên của một số vị, nhưng mà cái sự kiện thì sư nhớ. Tức là khi Đức Thế Tôn vừa mới thành đạo, trên đường Ngài đến vườn Nai để độ năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Sở dĩ Ngài đi bộ chứ Ngài không dùng thần thông á, là bởi vì Ngài biết là Ngài sẽ trợ duyên cho một vị đệ tử tương lai. Cho nên là Ngài đi bộ và Ngài gặp, lần đầu tiên Ngài gặp một cái vị tu sĩ ngoại đạo. Và vị này mới hỏi Ngài là ai, thì Ngài nói là ta là một vị chánh đẳng giác. Cái người cư sĩ này mới nói tán thán thì thật là hiếm có. Nhưng mà rồi đó, cứ như vậy mà đi thôi. Thì khi mà cái vị tu sĩ ngoại đạo này đi, thì trên đường đi khất thực như vậy, một hôm đi đến nhà của một cái cô gia đình thợ gốm. Mà khi đến như vậy, vị này bị rúng động bởi sắc đẹp của người phụ nữ, của cô con gái nhà người thợ gốm. Và cô con gái cũng thương cái vị này, và thế là vị này về đời, vị này hoàn tục. Mà khi hoàn tục như vậy, vị này ở với cô con gái người thợ gốm, hai người lấy nhau rồi sanh ra một đứa con. Rồi khi mà người mẹ này đó ru con, ru những cái lời rất là xót xa. Này con ơi, con ngủ cho ngoan, đứa con của một người ẩn sĩ bỏ rừng về phố vì thương cô con gái, cô con gái người thợ làm gốm. Thì khi mà cô này cổ ru như vậy, cái vị này gọi là cái sự sĩ diện nó trỗi dậy. Và vị này nói ta sẽ đi tìm cái người chiến thắng. Bởi vì vị này nhớ đến Đức Thế Tôn năm xưa, và vị này đi tìm. Khi vị này đi tìm như vậy đó, thì vị này tìm lại được Đức Thế Tôn và xuất gia nơi Đức Thế Tôn, sau này chứng đắc được đạo quả. Cái điều sư muốn nói ở đây là gì? Là khi mình không có thu thúc sáu căn của mình, thì khi các căn của mình tiếp xúc với các cảnh, có đôi khi nó sẽ làm cho cái sự luyến ái của mình mãnh liệt. Rồi từ đó mình về đời, mình không đi tu nữa.
Hoặc như trong chú giải pháp cứu có một trường hợp, một anh chàng trong một cái gia đình rất là giàu đi xuất gia, bà mẹ thì có cái lòng muốn cho đứa con trở về, cho nên là gọi là ra giá đó, là bây giờ ai mà có khả năng đem cái đứa con của bà mà hoàn tục về đó thì bà sẽ tặng cho một cái khối tài sản lớn. Lúc bây giờ đó có một cái cô là kỹ nữ, cổ rất là đẹp, thì cổ mới nói là bây giờ bà cho con tiền đi rồi con làm cho. Và cô kỹ nữ này cổ mới hỏi là cái anh chàng này nè, hồi xưa đó khi ảnh còn là cư sĩ ở nhà đó, ảnh thích ăn cái món gì? Bà mẹ mới nói là hồi xưa thì nó thích ăn cái món cà ri nấu như vậy như vậy đó. Cô này cổ mới nấu cái món cà ri đó, và cổ ở một cái ngôi nhà trên đường về này đi khất thực, từ ở rừng đi đến đi vào làng để khất thực. Và khi đi ngang như vậy thì cô này cổ đặt bát, đương nhiên cô đặt bát cái món cà ri. Và vị này khi mà ăn như vậy thì vị này rúng động, bởi vì giống như món mẹ nấu. Và thèm. Và khi mà không bị thu thúc như vậy đó, vị này bị cái sự luyến ái nó phát sanh. Ban đầu chỉ là luyến ái từ những cái món ăn thôi. Rồi luyến ái như vậy, vị này thường xuyên đi đến, đi ngang qua nhà của cái cô kỹ nữ. Và đi ngang qua nhà như vậy thì một hôm cổ không có đặt bát nữa. Vị này đi ngang, vị này mới hỏi: ủa cái cô này đâu rồi? Thì cô người hầu mới nói: giờ hôm nay cô chủ đang bệnh, nhưng mà có để cái phần của đại đức mà để ở trển á, có điều cổ bệnh cổ không có kịp đem xuống. Thế là vị này mới mò lên. Mò lên thì thấy là cô này cổ đang đắp chăn. Bệnh mà, bệnh mà đắp chăn. Thì khi thấy vị này đi lên, cô này cổ ngồi dậy. Cổ ngồi dậy thì cái y cổ tuột xuống, cổ chùi lũi. Và thế là cái ái dục của vị này nó lấn át, cái y nó rớt xuống, thì vị này bao nhiêu học giới cũng rớt theo. Chính bởi vì như vậy thì chúng ta phải cẩn trọng. Ở đây nó có hai phiên bản, cả hai đều có. Tức là ở đây có hai vị cũng giống nhau, hai vị cũng giống nhau, cũng gặp trường hợp giống nhau. Ở đây một trường hợp á, thì vị tỷ kheo kìm lòng không đậu và phạm giới sau đó hoàn tục. Trường hợp thứ hai là như vậy, là một vị tỷ kheo á, sau khi đi khất thực thì vị này ngồi thiền ở trong cái vườn, một cái khu vườn. Mà lúc bấy giờ á, những cái cô gọi là những cái cô gái cổ đến, cổ thấy ông sư đang ngồi thiền, mấy cổ ghẹo, mấy cổ mới múa may, rồi mấy cổ khiêu gợi công nhà sư này. Thì vị sư này khi mà nghe những cái tiếng ca hát rồi tiếng vỗ tay như vậy đó, rồi thì vị này mới mở mắt ra. Và khi mở mắt ra, vị này rúng động, bởi vì cái sắc của người phụ nữ nó đập vào mắt vị này. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn xuất hiện và Ngài thuyết một cái bài kệ, đại ý là cái thân xác như là một cái vỏ bọc bên ngoài chất chứa những cái ô nhiễm bên trong, thì có cái gì đâu để mà mình tham đắm. Và khi đó đó, vị tỷ kheo thoát khỏi cái sự ái dục của ma vương. Cái vị thứ hai hình như là tên là vị Nanh Đà. Tên cái vị này như là vị Nanh Đà. Cho nên ở trong chú giải mới nói đó, kẻ phàm phu
khi mà bị lòng tham đánh bại bởi mong muốn, tầm cầu ô nhiễm, suy tư về khoái lạc giác quan thì dẫn đến bỏ bê đời sống ở rừng. Khi mà mình bị những cái ô nhiễm, những cái dục lạc đó nó đánh tới mình thì khi đó không còn tu gì nữa hết cả. Thế cho nên ở đây mới nói, trong chú giải mới nói là khiếp đảm và sợ hãi phát sanh do đâu? Do vì ấy không quan sát các cảnh một cách đúng đắn. Đương nhiên khi mà mình nhìn, lúc bây giờ mình bị tham ái và ái dục mãnh liệt, mình nhìn các cảnh, mình không còn phân biệt đây là danh, đây là sắc, mà mình phân biệt đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là mắt, đây là mũi, đây là miệng, đây là đẹp, đây là xấu. Và thế là mình bị dính mắc, bị cuốn lôi theo những cái ái dục. Rồi từ đó đời sống ở rừng của mình bị bỏ bê. Và khi mình tưởng tượng như vậy thì cái tâm của mình bị ái dục, nó ô nhiễm. Cho nên ở đây mới nói nè, người như vậy khi ở rừng cả ngày lẫn đêm đều sống trong sợ hãi, bởi vì tâm hoang mang khao khát những vật chất tầm thường, những sợi dây leo hóa thành con rắn, những gốc cây cũng hóa thành quỷ dữ, ngay cả đất và đá cũng hóa thành những thứ nguyền rủa. Có những người khi mà họ ở rừng, họ nhìn xung quanh, cái tâm của họ bắt đầu tưởng tượng những thứ làm cho họ sợ hãi. Một cái sợi dây leo, họ nhìn nó cũng ra hình thù cái con rắn nó đang quấn quanh cái cây. Đặc biệt là những cái khi mà trời âm u, trời tối, mình nhìn một cái khúc dây như vậy, mình không biết là đây là con rắn hay là sợi dây leo. Rồi từ đó mình sống trong ám ảnh và sợ hãi. Rồi khi những cái đêm cành lá nó xào xạc, nó đung đưa, mình lại tưởng tượng là những cái con quỷ nó đang đứng ở đó. Cái bóng đêm mà quý vị, đó, bóng đêm rồi nó đung đưa, những khúc cây, nó những cái cây nó đung đưa, nó xào xạc. Mình cứ tưởng tượng những cái con ngạ quỷ, những con quỷ dữ nó đang đứng trực chờ ở ngoài. Mà do đâu tâm mình yếu đuối như vậy? Do tâm của mình nó bị ái dục, ô nhiễm. Nhớ giùm, khi mà tâm của mình bị ái dục ô nhiễm thì tâm của mình trở nên rất là yếu đuối. Tại sao có nhiều người họ biết là sai mà họ sửa không được? Tại vì tâm của họ đã trở nên yếu đuối. Tại sao có những người sư nói đơn giản thôi ha, cái chuyện hút thuốc, cái chuyện uống rượu, cái chuyện đánh bài họ bỏ không được? Tại vì tâm của họ yếu đuối. Người đời thì nói là họ nghiện, mà theo Phật Pháp là bởi vì tâm của họ đã trở nên quá yếu đuối rồi. Mà khi tâm họ yếu đuối như vậy đó, họ nhìn cái gì nó cũng rất dễ phát sanh ảo giác. Bây giờ thì nó có một cái, những cái loại ma túy mà khi mình dùng xong rồi đó, nó ức chế thần kinh, nó làm cho mình sanh ra những cái ảo giác. Do đâu vậy? Do khi mà mình tăng trưởng những cái dục lạc, ái dục của mình nó trở nên mãnh liệt, mình ham muốn những sự hưởng thụ thì tự nhiên nó sẽ tạo ra những ảo giác. Rồi khi đó mình nhìn cái gì nó cũng sẽ trở thành những thứ sợ hãi. Nãy giờ thì quý vị nói là, ủa, ở trên thì sư nói là tham đắm và ái dục mãnh liệt là tập hợp của tham và sân truyền cái. Nãy giờ sư nói có tham không mà, vậy sân đâu? Nhớ, cái tâm tham á, tâm tham á, nó có cái đặc tính, cái cảm thọ của nó đó. Một là thọ hỷ, hai là thọ xả. Tâm tham chỉ có hai đặc tính thôi. Ví dụ như quý vị nhìn một cái bông hoa, bông hoa đẹp, mình cảm thấy thích thú, thì khi đó tâm của mình đang thọ hỷ.
hoặc là mình nhìn bông hoa nhưng mà mình cũng không có mê hoa lắm, mình chỉ thấy hoa có cũng được, không có cũng được, thì khi đó cái bông hoa mình nhìn á, nó cũng là tâm tham, nhưng mà tâm tham thọ xả, tức là mình dửng dưng. Thì đó là cái đặc tính của tâm tham. Còn khi mà mình khó chịu, mình bức bối, mình bức rứt do cái lòng tham của mình không được thỏa mãn. Ví dụ mình thương một người nào đó, mình nhớ họ quá, mình khó chịu trong người bởi vì mình không gặp được họ, nhớ giùm sư, nó là tâm sân. Đặc điểm của tâm sân á, là nó thọ ưu, tức là nó làm cho mình ưu tư lo lắng. Cái sự ưu tư lo lắng đó chính là tâm sân. Cho nên ở đây nãy giờ sư, mặc dù sư chỉ nói về cái tâm tham thôi đó, nhưng bản thân sự sợ hãi nó là tâm sân. Rồi bản thân cái sự cầu mà không được, nó làm cho mình lúc nào cũng bồn chồn lo lắng ưu tư, nó là tâm sân. Thế cho nên Đức Thế Tôn sau khi Ngài quan sát là Ngài thấy Ngài có cái tánh, tánh vô tham, cho nên là Ngài quyết tâm Ngài sống ở rừng, Ngài không có việc chi mà Ngài sợ hãi. Quý vị nhớ giùm một chuyện, đó là trong suốt cái khoảng thời gian mà Ngài còn là Bồ Tát, Ngài sống ở rừng, Ma Vương luôn trực chờ quan sát tâm của Ngài. Chỉ cần tâm của Ngài mà có một chút tham, một chút sân, một chút cái suy tư não hại chúng sanh khác, là ngay lập tức Ma Vương sẽ hại Bồ Tát. Này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi sanh cho ta. Bất cứ Sa Môn hoặc Bà La Môn nào mà có ác tâm và chủ ý xấu, sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, do nhân nhiễm ô từ việc có ác tâm và chủ đích xấu, nên các vị Sa Môn và Bà La Môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Nó có một điều, đó là cái sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Tại vì có những cái sợ hãi và kinh cảm nó không phải là bất thiện. Thì cái này Đức Thế Tôn sẽ nói ở đoạn sau nha. Còn bây giờ chúng ta đang xét đến những sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Cái ác tâm ở đây thì chúng ta nên hiểu là cái ác á, nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho cái tâm. Vyapanna-citta, đó. Cái ác tâm. Thì cái ác ở đây á, nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho cái tâm. Thường khi chúng ta nghĩ cái ác tâm là mình nghĩ là cái ác tâm là mình hại người khác thì mới gọi là ác tâm. Còn thường khi mình nói về mình á, thì mình thường dùng cái tâm ác. Mà thực tế mà nói tiếng Việt mà thì ác tâm và tâm ác, một cái là Hán Việt, một cái thuần Việt, thì nó đều như nhau. Thì cái ác tâm ở đây, cái bản chất của nó là nó làm cho cái tâm ý của mình bị hủy hoại bởi những ô nhiễm. Ô nhiễm gì? Bằng cách cái tâm ác này nè, nó làm cho những cái tính chất nào mà làm cho tâm thanh tịnh á, nó làm cho mình bỏ đi, không có chạy theo những cái đó. Mình biết là hành thiền là tốt, mình bỏ. Mình biết giữ giới là tốt, mình bỏ. Đó. Mà chẳng những như vậy đó, những cái pháp nào mà đáng để chê trách, nó làm cho mình tăng trưởng. Còn những pháp nào mà không bị chê trách, nó làm cho mình từ bỏ. Thành ra tâm của mình lúc nào cũng bị nung nấu trong những cái ô nhiễm và hư hỏng. Có nghĩa là như thế này. Cái trạng thái tâm nào mà nó làm cho mình thích làm ác hơn làm thiện, thì chúng ta gọi đó là trạng thái tâm ác. Cái trạng thái tâm nào mà nó làm cho chúng ta buông bỏ những điều thiện
thì chúng ta gọi đó là trạng thái tâm ác. Trạng thái tâm nào làm cho chúng ta ô nhiễm bằng cách nó thúc đẩy những cái pháp đáng bị chê trách thì chúng ta gọi đó là trạng thái tâm ác. Ví dụ mình muốn nghe nhạc thì cái trạng thái tâm nó thúc đẩy mình nghe nhạc. Rồi khi đó là một cái suy tư nữa, bây giờ mình mở YouTube ra, nó có hai sự gợi ý đập vào mắt của mình. Một là một cái bài nhạc hoặc là một cái vở kịch nào đó. Hai là một cái bài pháp. Thì lúc bây giờ đó, cái trạng thái tâm mà nó làm cho mình chọn cái bài nhạc mà mình không chọn cái bài pháp, đó là trạng thái tâm ác. Chính bởi vì như vậy đó, nó làm cho những cái pháp bất thiện tăng trưởng, mà làm cho những pháp thiện bị suy giảm. Riết rồi mình xin nói quý vị mở kênh YouTube ra là mình biết là mình thiện hay ác à. Quý vị mở ra coi đó, nó có bao nhiêu đề xuất video mà thuyết pháp giảng đạo, mà bao nhiêu cái đề xuất video là toàn ba cái thứ tào lao. Thì mình hãy kiểm tra ha. Tại sao mà sư nói cái chuyện nghe nhạc là cái chuyện nó rất là nhẹ nhàng mà sư vẫn đưa nó vào cái ác? Học đạo với sư nhiều rồi thì nhớ dùm sư bài kinh Tứ Ưng Thôn Trưởng ha. Tức là khi mình nghe nhạc á, thì những cái bài nhạc nào nó kích thích cái lòng tham dục, kích thích cái lòng tham ái, thì nó sẽ làm cho tâm tham của mình tăng trưởng. Rồi cái bài nhạc nào nó kích thích cho cái sự giận hờn, sự bất mãn, sự hận thù tăng trưởng, thì nó sẽ làm cho tâm sân của mình tăng trưởng. Và ngay cả những bài nhạc không lời nha, mình nghe thì nó cũng là tâm tham mà thọ xả. Tại vì mình nghe mình thấy dễ chịu. Để ý dùm sư nha, một cái đặc điểm nó rất là dễ phân biệt nè. Khi đó tâm của mình nó trong cái trạng thái là nó dễ chịu, chứ nó không trong trạng thái tập trung. Ví dụ như khi mình tập trung vào hơi thở là khi đó tâm của mình đang bám sát vào hơi thở. Khi đó tâm mình đang có định. Còn khi tâm mình đang nghe nhạc á, mình chú ý theo cái nhạc là cái định, mình định theo nhạc. Khi đó tâm mình tâm tham. Học A Tỳ Đàm thì mình sẽ rõ ràng cái chuyện đó. Chính bởi vì như vậy nó làm cho tâm của mình bị nung nấu bởi những cái phiền não, bởi những ô nhiễm. Thành ra tại sao nhiều người khi họ buồn họ nghe nhạc, chứ họ không nghe pháp. Thành ra đó, cái bản chất của việc này nó làm cho tâm bị ô nhiễm. Trong chú giải nó giống như là một cái món cà ri mà để qua đêm vậy. Nó bị thiêu. Cơm cà ri để qua đêm nó bị thiêu. Thì cái chuyện cơm cà ri để qua đêm nó bị thiêu như thế nào thì cái tâm của mình á, nó bị cái ác tâm đó nó ô nhiễm, nó cũng trở nên ôi thiêu như thế đó. Giống như một người á, khi mà mình khi quý vị bị ám ảnh nha, bị ám ảnh bởi một cái sắc đẹp, bị ám ảnh bởi một cái món ngon, bị ám ảnh bởi một cái âm thanh nào đó, thì quý vị làm sao mà ngồi thiền được? Lúc bây giờ mắt mình nhìn là mình tìm lấy cái hình bóng mà mình đã nắm giữ trong tâm. Ý của mình suy tư, thay vì mình suy tư về đề mục thiền định, mình suy tư về hơi thở,
thì mình suy tư về những cái cảnh mà mình đã nắm giữ lấy. Chính bởi vì như vậy mình không hành thiền được. Quý vị thử, quý vị hành thiền thì sẽ thấy rất rõ điều này. Tức là khi mà mình nghe nhạc, mình xem phim, mình nói chuyện với đời, tới hồi mình ngồi thiền, mình thở vào, mình thở ra, thì những cái hình ảnh đó nó bắt đầu nó chiếu rọi lại trong nội tâm của mình. Đó là gì? Đó là cái tâm của mình nó bị ô nhiễm, nó bị thiêu, là như vậy đó. Còn cái chủ đích xấu là tâm có tâm làm hại người khác. Tức là ở đây cái tâm một phần là nó làm hại mình, một phần là nó muốn làm hại người khác. Do đâu mà khiếp đảm và sợ hãi nó phát sinh? Ở đây có nói nè, do tham lam, cho nên nó đưa đến bất hạnh. Bởi vì các cảnh không được quán sát một cách đúng đắn. Như ở trong chú giải Pháp Cú có nhắc đến một cái câu chuyện, là một vị cư sĩ khi mà lấy vợ rồi đó, một hôm chán đời, nhìn bà vợ chán đời quá cho nên đi tu. Khi đi tu như vậy thì Chư Tăng do thương tình là vị này cũng từng công quả ở chùa, cho nên là Chư Tăng cho thọ giới và cho đắp y. Vị này tu một thời gian, sau đó vị này bất mãn đời sống ở rừng, vị này quay trở về đời, vị này hoàn tục. Rồi khi vị này về đời sống một thời gian, vị này lại bất mãn đời sống ở đời, vị này lại vào rừng xin tu. Chư Tăng lại thọ giới cho xuất gia. Rồi sống một thời gian, vị này lại bất mãn đời sống ở rừng, vị này lại về đời. Cứ như vậy vị này làm bảy bận. Cho đến cái lần thứ bảy đó, một hôm thì bà vợ bả cho đứa con bú. Thì khi mà bú như vậy thì bà vợ bả nằm hở hang, quý vị biết mà. Có đôi khi mà vợ chồng ở nhà mà có hai người với nhau thì đâu có giữ ý giữ tứ làm chi. Thì bà nằm hở hang như vậy đó, áo quần xúc xổ, rồi bà nằm chàng hãng chê hê. Ông chồng ổng về ổng nhìn, ổng quải quá. Thế là ông chồng lại đi xuất gia thêm một lần nữa, là lần thứ bảy đó. Bà má vợ thấy ông chồng đi xuất gia thì mới đến gặp cái đứa con như vậy đó, gặp cái đứa con ruột, nó mới đá đứa con ruột, nói trời ơi, mày nằm như vậy nó đi xuất gia là đúng rồi, đi tu là đúng rồi. Bà vợ thì bà cũng nản ông chồng lắm rồi, bà nói thì ổng đi cũng như dài bận, ổng đi dài hôm ổng về à, tại đi hết 6 lần rồi, 6 lần về. Nhưng mà lần này vị này do cái phước tu của tiền kiếp, vừa đi vị này vừa suy nghĩ về sự bất tịnh, sự đáng chán của đời sống thế tục. Và trong khi vị này đang đi như vậy, chưa tới nơi là vị này đã chứng sơ quả. Và khi mà vị này tới để xin xuất gia đó, Chư Tăng không cho nữa. Chư Tăng nói ông tới đây là tới lần thứ bảy rồi, ông thôi khổ đi, ông cứ đi vô rồi đi ra, nó mệt mỏi lắm. Vị này mới năn nỉ, vị này nói là bạch ngài, là ngài cứ cho con đi, con bảo đảm lần này lần cuối. Chư Tăng không biết cái này lần cuối thứ bao nhiêu rồi. Nhưng mà sau đó, Đức Thế Tôn cũng đồng ý cho vị này xuất gia. Và quả thật do vị này đã chứng đắc sơ quả, thành ra là vị này không còn trở lui đời sống thế tục nữa. Một hôm Chư Tăng mới hỏi là sao còn về đời nữa không? Vị này nói không, hết muốn về đời rồi. Quý vị nhớ về một chuyện. Trong tăng đoàn có những lời nói mình phải rất là cẩn thận.
Ngay cả cái lời nói là tôi không muốn về đời thì nó cũng là rất dễ là rơi vào cái vọng ngữ. Thành ra là Chư Tăng mới đem lên mét với Phật, nói ông sư này ông vọng ngữ. Đức Phật nói không phải, vị này đã chứng thánh rồi, cho nên là không về đời nữa. Chư Tăng mới hỏi là tại sao một người có thể tu chứng đắc đạo quả như vậy mà cứ đi về rồi lại đi lên? Thế Tôn nói thứ nhất là cái chuyện mà vị này đi tu rồi hoàn tục không phải là chuyện lần một, lần hai, mà vị này thường làm như vậy trong dòng sanh tử. Mà cái nguyên nhân gốc là trong một cái tiền nghiệp, vị này tu chung với một người bạn vào thời Đức Phật quá khứ. Khi mà người bạn này chán đời sống tu sĩ muốn về đời, thì cái vị này khuyên là thôi, về đời thì nó không có cái gì đâu mà vui. Đi tu mình còn hướng đến sự giải thoát, chứ ở đời nó biết bao nhiêu là ô nhiễm, biết bao nhiêu là phiền não. Thì vị này khuyên quá thì cái người bạn này mới siêu lòng và nói thôi vậy thôi thì tôi ở lại, tôi không đi, tôi không hoàn tục nữa. Thì vị này mới tâm sự nói, nhưng mà sư này đó, tôi thì tôi tính á, nếu mà tôi hoàn tục là ba cái y bát vậy là tôi cho sư á, tại giờ có hai ông sư à, sư với tôi là bạn mà, thì tôi tính vậy đó. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi không có hoàn tục nữa, tôi tu, cho nên là cái này sư quan hỷ nha. Thì lúc bây giờ vị này nhìn y bát của cái vị sư bạn, vị này lại nổi lòng tham. Và khi nổi lòng tham như vậy đó, vị này lại khuyên nói thôi, nói thì nói vậy thôi, chứ còn giờ mình tu mà chán đời tu quá rồi thì thôi mình làm cư sĩ, rồi mình làm phước cúng dường cũng được, bạn bè nhớ nhau lâu lâu tới thăm đó. Chứ còn đời tu thì nó cũng kiêng khem khổ hạnh, thiếu trước hụt sau, thì đôi khi tôi nghĩ bạn nó cũng có lý đó, cho nên là nếu mà bạn muốn về đời thì nó cũng bình thường thôi. Cái người bạn này mới suy nghĩ tại sao ông bạn của mình ba hồi khuyên như vậy, ba hồi khuyên như thế khác. Thì khi người bạn mình suy tư mới phát hiện, à thì ra là ông sư bạn ổng thèm cái đồ của mình đó. Thì cái sự kiện đó vốn dĩ mình cứ nghĩ là nó cũng bình thường đó, tại vì rốt cuộc vị này cũng đâu có hoàn tục. Nhưng mà cái chuyện mà khuyên người ta hoàn tục như vậy mà trên cơ sở của cái lòng tham, mình khuyên người ta hoàn tục là mình hại người ta chứ còn gì nữa đó. Thì nó dẫn đến cái nghiệp là sau này vị này đi tu không có yên, cứ đi tu một thời gian là phiền não, lại hoàn tục. Mà hoàn tục rồi nhờ cái phước năm xưa cho nên lại cứ vào chùa để tu. Thành ra là mình phải cẩn trọng, mà các sư cũng thường cẩn trọng như vậy. Nhiều ông sư phải nói là cà chớn dữ lắm, nhưng mà bực thì bực như vậy, có khi là tránh tà đó, nhưng mà không có khuyên ổng hoàn tục. Tại vì cái chuyện ổng tu được là chuyện của ổng, còn cái chuyện mà mình kêu ổng hoàn tục mà coi chừng cái nghiệp của mình nó kẹt như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn khi mà Ngài quan sát thấy Ngài không có cái sự tham ái và ái dục mãnh liệt, thì Ngài rất là hoan hỷ và Ngài yên tâm, Ngài quyết định Ngài tiếp tục Ngài sống ở rừng. Rồi Ngài lại nói tiếp, này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi lên cho ta. Bất cứ Sa Môn hoặc Bà La Môn nào mà bị uể oải buồn ngủ chi phối, sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, do nhân nhiễm ô từ việc bị uể oải và buồn ngủ chi phối, nên các vị Sa Môn Bà La Môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Ở đây nếu mà quý vị xem trong bản dịch Ngài Minh Châu thì chúng ta dùng cái từ là hôn trầm thụy miên. Từ hôn trầm thụy miên là cái từ thuần hóa, gọi là Hán. Mà nhiều người khi mà nghe hôn trầm thụy miên thì mình nghe nhiều mình biết thôi,
Chứ còn cái người mới học thì họ nghe hôn trầm thủy miên thì họ cũng băn khoăn lắm. Và xin thưa là bản thân cái sự hôn trầm ấy, thì mình cũng hiểu nó không có sát nghĩa. Mà khi mình dùng cái từ uể oải ấy, thì nó chính xác hơn. Bởi vì cái uể oải là cái trạng thái tâm mà mình cứ giả dụi, mình lười biếng, mình không muốn làm cái gì hết, mình chỉ muốn nằm một chỗ thôi. Một ngày nào đó tự nhiên mình không muốn hành thiền, mình không muốn giữ giới, mình không muốn làm cái gì hết, mình chỉ muốn nằm hoài một chỗ. Thì đó là cái trạng thái tâm uể oải, nó không có phấn chấn. Mà ở trong chú giải thì nói là nó làm cho tâm yếu đuối bệnh tật. Nó giống như người bệnh vậy đó, nó giật già giật dựa đó. Thì từ cái uể oải của tâm thì nó đưa đến cái sự uể oải của thân. Tức là khi mà tâm của mình buổi sáng mình uể oải, mình không muốn ngồi dậy, ban đầu chỉ là cái tâm thôi, nhưng mà nó dẫn đến cái thân. Thân của mình tự nhiên là nó cũng giống như là nó bột nhão vậy đó, nó nằm trường ra đó, ngồi dậy nhấc tay nhấc chân không nổi. Rồi từ cái sự uể oải lười biếng đó, nó đưa đến sự buồn ngủ. Và với những người mà bị khuất phục như vậy thì dẫn đến cái chuyện gì? Dẫn đến chuyện là họ ngủ ly bì, ngủ suốt từ giờ này qua giờ nọ, từ ngày này qua ngày khác. Thành ra là có nhiều khi mình chỉ muốn nằm ườn ra thôi. Thì chúng ta phân biệt giùm nha. Cái thứ nhất là do cái thân của mình nó mệt mỏi, do mình đã làm việc nó quá sức. Thì khi đó mình nằm nghỉ nó không vấn đề gì. Nhưng mà có đôi khi nó chỉ đơn giản là mình làm biếng, mình không muốn làm việc, mình lười, mình uể oải. Thì cái này nó cũng không có cái gì để mà đặc biệt ở trong chú giải. Thì rất là dễ hiểu rồi ha. Khi mà mình cứ hôn trầm thủy miên, uể oải, buồn ngủ, giả dựa như vậy thì mình sẽ chán cái đời sống ở rừng. Lúc đó nó sẽ nhàm chán. Bởi vì đời sống ở rừng nó không có dễ chịu. Làm ơn là mình sống ở rừng mình sẽ thấy nó không có dễ chịu như mình tưởng đâu. Nó sẽ gặp đủ thứ hết. Mà mình uể oải, mình khó chịu, mình kham nhẫn không nổi đời sống ở rừng là thế nào mình cũng về đời. Và Thế Tôn sau khi Ngài quan sát, Ngài thấy là Ngài không có sự uể oải và buồn ngủ, cho nên là Ngài xác quyết cái đời sống ở rừng. Rồi lại nữa, này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi sanh cho ta. Bất cứ sa môn hoặc bà la môn nào mà bị lay động và có đời sống bất an, sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, do thân nhiễm ô từ việc bị dao động và có đời sống bất an, nên các vị sa môn và bà la môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Cái sự dao động ở đây mình thường hay dùng là mình thường hay dùng cái sự gọi là tán tâm, hoặc là tâm nó bị tán loạn. Hoặc là mình dùng cái từ là trạo cử. Thì cái từ trạo cử nhiều người họ nghe thì họ thấy nó rất là xa, cho nên là dùng cái từ bị dao động. Do đâu? Do cái bị dao động này đó, cái này đó, nó có cái tính chất nó làm cho cái tâm của mình đó, nó bị khuấy động lên. Nó không ở yên một chỗ. Nó giống như là cái nước mà bị khuấy lên thì nó sẽ bị đục. Rồi nó làm cho mình, cái tâm của mình bị phân tán. Mình nhìn một cái gì đó mình không thể tập trung được, mình cứ bị tán qua chỗ này, mình tán qua chỗ kia. Mình cầm cái quyển kinh lên mình coi, mà coi một hồi thì ngó lên nhìn trời nhìn đất, coi một hồi thì ngó qua nhìn người, nhìn cỏ, nhìn cây. Coi một hồi thì mình lại ngó qua nhìn cái điện thoại có mấy giờ rồi. Đó. Thì cái kiểu mà mình cứ bị tán tâm như vậy, mình không tập trung được, thì nó là gọi là bị dao động.
Rồi đó là chưa kể là khi mà mình thấy một cái cảnh như vậy đó, tâm mình lúc nào nó cũng bung sung, nó loạn động. Ở đây nó giống như một cái lá cờ trước gió. Và quý vị thấy là gọi là cái ví dụ gọi là phướng động hay gió động á, là có từ thời Đức Phật ha, có từ thời Đức Phật chứ không phải là về sau mới có. Tức là ví dụ nó giống như cái tâm của mình, nó giống như cái lá cờ mà bị gió thổi động vậy. Cái vấn đề không phải ở cái lá cờ, không phải ở cái gió, mà do cái tâm của mình. Tâm mình đang động cho nên là mình mới bị phóng tâm. Rồi mình nhìn cái này, mình nhìn cái kia, mình không tập trung được. Xin thưa là khi mình ở rừng, cái để mình chơi nó không có nhiều. Ở rừng, nhất là thời Đức Phật, làm gì có điện thoại, làm gì có máy tính bảng, làm gì có laptop mà mình chơi. Cho nên đời sống ở rừng phải nói là nó rất là nhàm chán. Mà nếu như mình không có một cái đề mục thiền để mình tập trung vào nó, thì mình rất dễ nha, rất dễ chán nản. Đặc biệt là mình lại còn bị tán tâm nữa. Mình nhìn thì nó cứ tập trung không hoài, không được, nó tập trung chỗ này, nó lại nhảy qua chỗ này, nó nhảy chỗ kia. Rồi mình cứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, ngày này qua tháng nọ, tốn hết giờ giấc đó. Thì nó là như vậy. Còn cái bất an á, là sự hối hận và lo lắng. Nghĩa là mình hối hận vì những cái mà mình chưa có làm, hoặc là những cái mà mình đã làm. Phải chi mà hồi xưa mình đừng có làm như vậy, hoặc là phải chi hồi xưa mình làm như vậy thì bây giờ nó đâu như thế này. Mình suy nghĩ những cái ký ức nó ùa về, rồi mình bắt đầu mình hối hận. Thành ra ở chúng ta có một cái thành ngữ là trạo cử và hối quá, là như thế đó. Trạo cử là tâm mình không có yên, còn hối quá tức là tâm lúc nào cũng hối hận và lo lắng. Còn lo lắng là lo cái này, cái việc này mình chưa hoàn thành, có cái lời hứa này mà mình chưa có làm xong, có những sự việc này mình chưa có làm được. Ví dụ như mình có hứa một vị nào đó làm một cái chuyện gì đó, mà rồi mình không có hoàn thành được lời hứa đó, hoặc là mình còn chưa có hoàn thành lời hứa đó, thì mình cũng không cách chi mà mình ngồi thiền được. Cho nên ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói, trước khi mình hành thiền thì mình phải xem là mình có cái lời hứa gì mà mình chưa làm hay không. Nếu mà có lời hứa gì mà mình chưa làm thì phải đi làm trước khi hành thiền đó. Hoặc là mình xem coi mình có những cái dự định gì mà mình chưa hoàn thành hay không. Hoặc là mình xem, đặc biệt là người cư sĩ, mình xem coi là mình đã có những cái dự án, hoặc là những cái bổn phận của mình đã làm rồi hay chưa. Đó sẽ là những cái mà nếu mình không giải quyết thì khi mình ngồi thiền nó sẽ trạo cử và mình sẽ bất an. Chính bởi vì như vậy, một người mà có cái sự trạo hối, cái tâm mà có cái trạo hối, thì họ ở rừng họ ở không được. Ngồi thiền thì ngồi không xong, mà đi thiền cũng đi không được. Tâm lúc nào nó cũng quấy động bởi những cái ưu tư lo lắng. Thì ngày hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Và quý vị thấy đó, đời sống ở rừng vốn dĩ không phải là một chuyện dễ dàng. Thật ra là nhiều vị tỷ kheo á, các vị đó không có sống một mình ở trong rừng, mà các vị đó có thể đi một cái nhóm đông, có thể là nhóm mười mấy vị hoặc là nhóm 500 vị. Khi ở rừng mà mình ở đông như vậy á, thì các vị đó không có làm phiền nhau, vẫn yên lặng, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng có bạn có bè.
nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với chuyện một mình mà mình ở trong rừng, rồi những cái sợ hãi, những cái lo lắng nó xuất hiện, mình không biết giải quyết như thế nào. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh hãy thọ hưởng một cách tùy ý. Sau khi đã thọ lãnh rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Idang me punyang, Idang me punyang, Nibbanasa, Nibbanasa, Paccayo, Paccayo, Hotu, Hotu, Imang no, Imang no, Punyaphagang, Punyaphagang, Sabbasattanang, Sabbasattanang, Dema, Dema, Sathu, Sathu, Sathu. Chúc quý vị an vui. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanang. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika